Vâng, kênh Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất Di An, Thuận An, Thủ Đức. Kính chào toàn thể quý chị và các bạn ạ. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý chị và các bạn mình một lô đất nha quý chị nha. Một lô đất nằm trên mặt tiền của một con đường thông. Con đường này có lộ giới cực kỳ rộng quý anh chị ơi. Lộ giới của đường này là tổng đường bao gồm cả vỉa hè là 23m nha quý anh chị nha. Lọt lòng là 14m nha quý anh chị. Một con đường rộng, một con đường thông. Vị trí chính xác của lô đất mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị mình là nó ngay bên Vincom của thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị nha. Đây là dự án tại ngã tư 550. Dự án này có tên là của chủ đầu tư Thanh Lễ nha quý anh chị nha. Công ty Thanh Lễ ha. Trong đây thì kinh doanh rất là ok nè quý anh chị. Nhà nghỉ, khách sạn vân vân này. Có cả quán nhậu đầy đủ nha quý anh chị nha. Con đường này rất là sầm uất anh chị ạ. Hướng này nè quý anh chị. Đây là đường thông mà. Đây. Hướng này mình ra đường DT743 anh chị thấy ạ. Đường phía trước đó là DT743 nha. Từ đây mình ra đó khoảng 100m đấy anh chị. Ra đây nếu anh chị quẹo trái là về tới quân đoàn 4, về tới chợ đầu mối Thủ Đức, về tới thành phố Thủ Đức nha quý anh chị nha. Rất là gần nha anh chị nha. Từ đây mình xuống đó khoảng 5 phút thôi anh chị ơi. Còn ra đây mà anh chị quẹo phải là lên tới Vincom này, lên tới ngã tư 550 này, khoảng 200m thôi anh chị nha. Rất là gần đấy anh chị. Một con đường thông, một con đường cực kỳ rộng để mình vừa ở vừa kinh doanh được nha quý anh chị nha. Và lô đất mà ngày hôm nay em Hải sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình chính xác nha quý anh chị nha. Đấy. Ngay bên cái căn nhà mà đang xây đấy anh chị ạ. Để em lại gần em quay cho quý anh chị mình xem nha. Ở đây là thuộc phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị nha. Ngay bên Vincom của Di An, ngay ngã tư 550 của thành phố Di An. Đây, vị trí chính xác này quý anh chị. Từ mép căn nhà này quý anh chị này. Từ mép căn nhà ra đây nhá ha. Ngang 5 và dài 20. Tổng diện tích của lô đất này là 100m², thổ cư 100% nha quý anh chị nha. Ngang 5 dài 20. Lô đất này có hướng bắc đấy không quý anh chị? Hướng bắc ha. Hướng bắc cũng rất là mát đấy. Phù hợp anh chị nào mà có cung mệnh đông tứ trạch ạ. Ở đây thì như quý anh chị đang nhìn thấy này. Xây dựng rất là cao nha quý anh chị nha. Ở chỗ này mình có thể xây được 4 đến 5 tấm nha quý anh chị nha. Thoải mái ha. Xây dựng cấp 4 cũng đều được. Lô đất này thì về pháp lý sổ sách là có sẵn nha quý anh chị nha. Mình có thể mua bán công chứng chuyển nhượng ngay đều được này. Có hỗ trợ ngân hàng thoải mái nếu như toàn thể quý anh chị mình có nhu cầu vay vốn. Bên em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình ha. Nếu anh chị mình quan tâm tới lô đất này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Hải theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình xem đất và xem giấy tờ sổ sách pháp lý liên quan của lô đất này nha quý anh chị nha. Rồi ạ. Rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các cái sản phẩm mới nhất của bên em. Bên em sẽ cập nhật ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản này để cho toàn thể quý anh chị mình tham khảo ha. Mình có thể mua ở, mua đầu tư để cho quý anh chị mình chọn được các cái sản phẩm phù hợp nhất. Rồi, một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo của bên em.